Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 14. Samson đi xuống Thimna, thấy một người nữ trong vòng các con gái Philistine. Người đã trở lên thuật điều đó cho cha mẹ mình mà rằng: "Con có thấy tại Thimna một người nữ trong vòng các con gái Philistine. Bây giờ xin hãy hỏi nàng cưới cho con." Cha mẹ người nói rằng: "Trong vòng các con gái của anh em con và trong cả dân sự chúng ta, há chẳng có người nữ nào mà con phải đi cưới vợ nơi dân Philistine chẳng chịu cắt bì đó sao?" Samson đáp cùng cha rằng: "Xin cha hãy cưới nàng đó cho con vì nó đẹp mắt con." Vả, cha mẹ người chẳng rõ điều đó bởi nơi Đức Giê-hô-va mà đến, vì người tìm dịp tranh đấu cùng dân Philistine. Lúc bấy giờ dân Philistine quản hạt Israel. Samson đi xuống Thimna với cha mẹ mình. Khi đến vườn nho Thimna, thấy một sư tử tơ đến đón gầm hét. Thần của Đức Giê-hô-va cảm động Samson rất mạnh. Tuy tay chẳng cầm vật chi, song người xé con sư tử đó như xé con dê con vậy. Nhưng người chẳng thuật cho cha mẹ hay điều mình đã làm. Vậy người đi xuống nói cùng người nữ. Người nữ đẹp lòng Samson. Sau một ít lâu, người trở lại đặng cưới nàng. Đi vòng lại xem cái thây sư tử, thấy trong xác nó có một đoàn ong và mật. Người bụng mật trong tay, vừa ăn vừa đi. Đến gần cha mẹ, người đưa cho cha mẹ ăn, nhưng chẳng thuật rằng mình đã lấy mật đó trong thây sư tử. Cha người đi xuống nhà người nữ ấy, và tại đó Samson bày ra một tiệc. Ấy là thường tục của các gã thanh niên hay làm. Vừa thấy chàng, người ta bèn mời 30 gã thanh niên để kết bạn cùng chàng. Samson nói: "Tôi sẽ ra cho anh em một câu đố. Nếu trong 7 ngày tiệc anh em giải nó ra, thì tôi sẽ thưởng anh em 30 cái áo trong và 30 bộ áo lễ. Còn nếu anh em không giải nó ra được, thì anh em phải nộp cho tôi 30 cái áo trong và 30 bộ áo lễ." Chúng đáp rằng: "Hãy ra câu đố anh đi cho chúng tôi nghe." Vậy chàng ra cho chúng rằng: "Của ăn từ giống ăn mà ra, vật ngọt từ giống mạnh mà ra." Trong 3 ngày chúng không giải được câu đố. Đến ngày thứ 7 chúng nói cùng vợ Samson rằng: "Hãy dụ chồng nàng giải câu đố cho chúng ta, bằng chẳng chúng ta sẽ đốt nàng và nhà cha nàng. Có phải để bóc lột chúng ta mà các ngươi thỉnh chúng ta chăng?" Vợ Samson khóc trước mặt người mà rằng: "Quả thật chàng ghét tôi, chẳng thương tôi chút nào. Chàng đã ra một câu đố cho người dân sự tôi mà không có giải nghĩa cho tôi." Người đáp: "Kìa, ta không giải nghĩa cho cha mẹ ta thay, mà ta lại phải giải nghĩa cho nàng sao? Trong 7 ngày ăn tiệc nàng cứ khóc như vậy trước mặt người. Qua ngày thứ 7 người giải nghĩa cho nàng, bởi vì nàng làm cực lòng người." Đoạn nàng giải lại cho người dân sự mình. Vậy ngày thứ 7 trước khi mặt trời lặn, người trong thành đến nói cùng chàng rằng: "Có gì ngọt hơn mật, có chi mạnh hơn sư tử?" Samson bèn đáp: "Nếu các ngươi không cày ruộng bằng bò cái tơ ta, thì các ngươi không giải được câu đố ta." Bây giờ thần của Đức Giê-hô-va cảm động người, người đi xuống Ách-ca-lôn, giết 30 người, cướp lấy áo sống của chúng nó, thưởng cho những người giải được câu đố. Đoạn người nổi giận phừng phừng trở lên về nhà cha mình. Vợ Samson bị gả cho một người trai trẻ mà chàng đã chọn làm bạn. Chương 15. Sau ít lâu, nhằm mùa gặt lúa mì, Samson đi thăm vợ mình, đem cho nàng một con dê con và nói rằng: "Tôi muốn đi đến cùng vợ tôi ở trong phòng nàng." Nhưng
Cha nàng không cho phép người vào, bèn nói rằng: ta ngờ ngươi ghét nó, nên ta đã gả nó cho bạn của ngươi. Em gái nó há chẳng lịch sự hơn nó sao? Vậy hãy lấy em nó thế cho. Samson đáp rằng: nếu lần này ta làm hại cho dân Philistin thì ta cũng vô tội. Vậy Samson đi bắt 300 con chó rừng, cũng lấy những đuốc, rồi cột đuôi mỗi hai con lại và cột đuốc giữa hai đuôi. Người đốt đuốc thả chó rừng vào trong lúa mì của dân Philistin. Như vậy, người đốt lúa mì đã bó cùng lúa mì chưa gặt và các vườn olive. Dân Philistin hỏi: ai đã làm điều đó? Người ta đáp: Samson, rể của người Thimna, bởi vì người Thimna bắt vợ hắn mà gả cho một người bạn của hắn. Dân Philistin bèn đi lên thiêu nàng luôn với cha nàng trong lửa. Samson nói: nếu các ngươi làm như vậy thì ta quyết hẳn báo thù các ngươi rồi mới chịu an nghỉ. Người đánh chúng nó bị thua bệ cả thể. Đoạn người đi xuống và ở tại hang đá Etam. Bây giờ dân Philistin đi lên đóng trại tại Juda và tràn ra đến Lê Chi. Người Juda nói cùng chúng rằng: cớ sao các ngươi lên đánh chúng ta? Chúng đáp: chúng ta lên đây ấy đặng trói Samson, chúng ta sẽ đãi hắn y như hắn đã đãi chúng ta. 3.000 người Juda bèn xuống hang đá Eta mà nói cùng Samson rằng: ngươi há chẳng biết rằng dân Philistin là chủ chúng ta ư? Vậy sao ngươi đã làm điều đó cho chúng ta? Người đáp: ta đãi chúng nó như chính chúng nó đãi ta. Chúng lại nói rằng: chúng ta xuống đặng trói ngươi để nộp ngươi vào tay dân Philistin. Samson tiếp: hãy thề cùng ta rằng các ngươi chẳng giết ta. Chúng đáp rằng: không, chúng ta chỉ muốn trói ngươi nộp vào tay dân Philistin, chớ chẳng muốn giết ngươi đâu. Vậy chúng bèn trói người bằng hai sợi dây mới và dắt ra khỏi hang đá. Khi đến Lê Chi, dân Philistin ra đón người và la tiếng reo mừng. Song thần của Đức Giê-hô-va cảm động Samson, những dây cột cánh tay người trở thành như chỉ gai bị lửa đốt, tàn rớt khỏi tay người. Gặp được một cái hàm lừa con mới tinh, người bèn giơ tay lượm lấy và dùng nó đánh 1.000 người. Bây giờ Samson nói rằng: với một hàm lừa giết chất thay từng đống, với một hàm lừa ta đánh 1.000 người. Khi người đã nói xong, bèn ném cái hàm lừa khỏi tay mình và đặt tên chỗ đó là Ramat Lechi. Bởi người bị khát nước quá đỗi, bèn cầu khẩn Đức Giê-hô-va mà rằng: Chúa đã ban cho tôi tới Chúa sự giải cứu lớn lao này, hồ dễ nào bây giờ tôi phải chết khát và sa vào tay những kẻ không chịu cắt bì sao? Đức Chúa Trời liền chẻ hòn đá bọng ở tại Lê Chi, có nước chảy ra. Samson uống thì tâm thần người hồi tỉnh và lòng mạnh mẽ lại. Bởi đó cho nên người ta đặt tên cái suối này là En Ha Kore cho đến ngày nay. Suối ấy ở tại Lê Chi. Nhằm thời kỳ dân Philistin quản hạt Israel thì Samson làm quan xét nơi Israel trọn 20 năm. Thi Thiên 8:14. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng thương thay. Linh hồn tôi mong ước đến đổi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va. Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn. Đang khi đi qua trũng khóc lóc, họ làm trũng ấy trở nên nơi có mạch. Mưa sớm cũng phủ phước cho nó. Họ đi tới, sức lực lần lần thêm. Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn. Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi. Đức Chúa Trời của Gia-cốp ôi, xin hãy lắng tai nghe. Hỡi Đức Chúa Trời là cái khiên của chúng tôi, hãy xem xét. Đói đến mặt của đấng chịu sức dầu của Chúa,
vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1000 ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi hơn là ở trong trại kẻ giữ. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên. Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển. Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài. Chương 22. Có lời Đức Giê-hô-va được phán cùng ta rằng: Hỡi con người, có phải ngươi sẽ đoán xét? Có phải ngươi sẽ đoán xét thành huyết này chăng? Thì hãy làm cho nó biết mọi sự gớm ghiếc của nó. Hãy nói cùng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Một thành đổ máu ở giữa nó, hầu cho kỳ nó đến và làm ra thần tượng nghịch cùng mình để làm ô uế mình. Bởi máu mày đã đổ ra, mày tự chuốc lấy tội, và bởi các thần tượng mà mày đã làm thì mày tự làm ô uế. Như vậy mày đã làm cho những ngày mày gần và những năm mày đến. Vậy nên ta đã lấy mày làm sự hổ nhuốc cho các dân tộc, làm trò cười nhạo cho hết thảy các nước. Những người ở gần và ở xa sẽ nhạo cười mày, là thành nhơ danh và đầy loạn. Hãy xem các quan trưởng Israel ở trong mày, ai nấy đều theo sức mình để làm đổ máu. Nơi mày người ta khinh cha mẹ, nơi mày người ta dùng sự bạo ngược đối với khách lạ, nơi mày người ta hiếp đáp kẻ mồ côi cùng người quá bủa. Mày khinh dễ các vật thánh ta và phạm các ngày sa bát ta. Nơi mày có những kẻ dèm chê gây nên sự đổ máu. Nơi mày có kẻ làm tiệc trên các núi. Giữa mày có kẻ phạm tội tà dâm. Nơi mày có kẻ bày tỏ sự lõa lồ của cha ra. Nơi mày có kẻ làm nhục đàn bà đang có kinh nguyệt. Nơi mày kẻ này phạm sự gớm ghiếc với vợ người lân cận mình, kẻ khác làm ô uế dâu mình, kẻ khác nữa thì hãm chị em mình là con gái của cha mình. Nơi mày người ta nhận của hối lộ đang làm đổ máu. Mày đã lấy lời lãi và lấy thêm, mày ức hiếp kẻ lân cận, lấy của không biết chán và đã quên ta. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Vả ta đập tay vì sự trộm cướp mày đã phạm và vì máu đã bị đổ ra giữa mày. Khi những ngày ta xử mày sẽ đến, lòng mày có chịu được và tay mày có sức chăng? Ta, Đức Giê-hô-va, đã nói ra thì sẽ làm trọn. Ta sẽ làm cho mày tan tác giữa các dân tộc, chia rẽ ra trong các nước, và ta sẽ làm tiêu diệt sự ô uế khỏi giữa mày. Bây giờ chính mình mày sẽ bị khinh dễ trước mắt các dân tộc, và mày sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Có lời Đức Giê-hô-va được phán cùng ta rằng: Hỡi con người, nhà Israel đã trở nên cho ta như là cáu cặn. Hết thảy chúng nó chỉ là đồng, thiết, sắt, chì trong lò, ấy là cáu cặn của bạc. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Vì các ngươi hết thảy đã trở nên cáu cặn, cho nên này, ta sẽ nhóm các ngươi lại giữa Jerusalem. Như người ta hiệp bạc, đồng, sắt, chì, thiết lại trong lò và thổi lửa ở trên cho tan chảy ra thế nào, thì trong cơn giận và sự thạnh nộ của ta, ta sẽ nhóm các ngươi lại và đặt vào lò mà làm cho tan chảy ra cũng thể ấy. Thật, ta sẽ nhóm các ngươi lại và thổi lửa của cơn giận ta trên các ngươi, thì các ngươi sẽ tan chảy ra giữa nó. Như bạc tan chảy ra trong lò, thì các ngươi cũng sẽ tan chảy ra giữa thành ấy, và các ngươi sẽ biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, đã đổ cơn thạnh nộ ta trên các ngươi. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nói cùng nó rằng: Mày là đất chẳng được tẩy sạch, nơi ngày thịnh nộ chẳng được mưa dào. Những tiên tri của nó lập mưu giữa nó, như sư tử hay gầm, cắn xé mồi của nó. Chúng nó nuốt các linh hồn, cướp lấy của cải và những vật quý, làm cho kẻ quá bủa thêm nhiều ra giữa thành.
các thầy tế lễ nó phạm luật pháp ta và làm dơ vật thánh ta, chẳng phân biệt cái gì là thánh, cái gì là tục, chẳng khiến người ta phân biệt cái gì là ô uế, cái gì là tinh sạch, nhắm mắt chẳng xem các ngày sa bát ta, và ta bị nói phạm giữa chúng nó. Các quan trưởng ở giữa nó giống như muôn sói xé mồi, chỉ lo làm đổ máu, làm mất linh hồn để được lợi bất nghĩa. Các tiên tri nó dùng buồn không pha rơm trét cho chúng nó, thấy sự hiện thấy giả dối và bói khoa sự dối cho chúng nó mà rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Song Đức Giê-hô-va chưa hề phán. Dân trong đất làm sự bạo ngược, phạm sự trộm cướp, khuấy rối kẻ nghèo nàn thiếu thốn và ức hiếp người trú ngụ cách trái phép. Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sức mẻ trước mặt ta, hầu cho ta không hủy diệt nó. Song ta chẳng tìm được một ai. Vậy nên, ta đổ cơn thạnh nộ trên chúng nó và lấy lửa giận của ta đốt chúng nó. Ta đã làm cho đường lối của chúng nó lại đổ về trên đầu chúng nó. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Chương 23. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, có hai người đàn bà là con gái của một mẹ. Chúng nó hành dâm trong Ai Cập. Chúng nó hành dâm từ khi còn trẻ. Tại đó vú chúng nó bị bóp, tại đó chúng nó mất hoa con gái. Đứa chị tên là Ô-hô-la và đứa em tên là Ô-hô-li-ba. Chúng nó trở nên thuộc về ta và đẻ con trai con gái. Ô-hô-la tức là Samari, còn Ô-hô-li-ba tức là Jerusalem. Ô-hô-la hành dâm khi nó đã thuộc về ta, theo tình nhân nó là dân Assyri kẻ lân cận nó, mặc áo tím, làm tổng đốc và quan cai trị, thảy đều là trai tráng đẹp đẽ hay cưỡi ngựa. Nó hành dâm với những người con trai tốt nhất của Assyri. Nó tự làm ô uế với những kẻ mà nó yêu thương cùng mọi thần tượng của chúng nó. Nó không chừa sự hành dâm mà nó đã đem đến từ Ai Cập, là nơi người ta đã làm nhục nó lúc còn trẻ, đã làm cho nó mất hoa con gái và đổ sự hành dâm của chúng nó trên nó. Vậy nên, ta đã phó nó trong tay tình nhân nó, tức là trong tay những người Assyri mà nó đã thương yêu. Chúng đã lột truồng nó, đã bắt lấy con trai con gái nó và làm cho chính mình nó phải chết vì gươm. Nó đã trở nên một câu chuyện trong đám đàn bà, vì chúng nó đã làm thành sự phán xét trên nó. Em gái nó là Ô-hô-li-ba đã xem thấy mọi việc đó. Dầu vậy, nó buông mình theo tình dục hơn chị nó, và sự hành dâm của nó lại còn nhiều hơn. Nó phải lòng những người Assyri tổng đốc và quan cai trị, tức là kẻ lân cận nó, ăn mặc sang trọng hay cưỡi ngựa, thảy đều là trai tráng đẹp đẽ. Ta thấy nó cũng đã tự làm ô uế, và cả hai chị em cùng theo một đàn. Khi nó thấy những người được vẽ trên vách thành, những hình tượng của người canh đê sơn son, thì nó lại càng thêm sự hành dâm nó. Chúng nó thắt dây lưng và bịt khăn trên đầu thả thòng xuống, thảy đều có dáng các quan trưởng. Chúng nó làm ra như người Babylon trong canh đê là quê hương mình. Nó phải lòng chúng. Mới thấy lần đầu thì sai sứ giả đến cùng chúng nó trong canh đê. Những người Babylon đến cùng nó lên giường âu yếm, và chúng làm ô uế nó bởi sự hành dâm mình. Nó cũng tự làm ô uế với chúng, rồi thì lòng nó sinh chán. Nó đã tỏ bày sự dâm ô mình, đã lột truồng mình ra, thì lòng ta cũng chán nó như đã chán chị nó. Nhưng nó thêm nhiều sự hành dâm, nhớ lại những ngày nó còn trẻ và thuở nó hành dâm trong đất Ai Cập. Nó phải lòng những kẻ yêu mình, những kẻ ấy thịt như thịt lừa, dâm quá như ngựa. Ấy vậy, mày đã nhắc lại sự dâm dục hồi còn trẻ, lúc mà những người Ai Cập bóp vú mày và làm mất hoa con gái mày. Vậy nên, hỡi Ô-hô-li-ba, Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này,
ta sẽ giục những tình nhân mày mà lòng mày đã chán, giấy nghịch cùng mày, và ta đem chúng nó đến từ mọi bề nghịch cùng mày, tức là những người Babylon, hết thảy người Canđê, Phê Cốt, Soa và Coa, và hết thảy người Assyri với chúng nó, là trai tráng đẹp đẽ, mọi tổng đốc và quan cai trị, quan trưởng và người có danh tiếng, hết thảy đều cưỡi ngựa. Chúng nó đem những khí giới, những xe đánh giặc, xe chở đồ và một đoàn dân đông đến nghịch cùng mày. Chúng nó dùng những thuẫn, những mộc và đội mão trụ mà vây chung quanh mày. Ta sẽ giao sự phán xét cho chúng nó, và chúng nó sẽ xét đoán mày theo luật pháp mình. Ta sẽ thả sự ghen của ta ra nghịch cùng mày, vì chúng nó đãi mày bằng sự giận dữ. Chúng nó sẽ cắt mũi và tai mày, kẻ còn sót lại trong mày sẽ ngã bởi gươm. Chúng nó sẽ bắt con trai con gái mày, kẻ còn sót lại trong mày sẽ bị nuốt bởi lửa. Chúng nó bóc lột áo sống mày và cướp lấy đồ châu báu mày. Vậy ta sẽ dứt sự hành dâm mày và thói xấu hổ mày đã đem đến từ đất Ai Cập, đến nỗi mày sẽ không ngước mắt ngó chúng nó và không nhớ đến Ai Cập nữa. Vì Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ phó mày trong tay những kẻ mà mày ghét, trong tay những kẻ mà lòng mày đã chán. Chúng nó sẽ lấy sự hờn ghét đãi mày, cướp lấy công lao mày, để mày trần truồng, bị bóc lột hết cả. Như vậy, sẽ tỏ điều xấu hổ về sự hành dâm, tội ác và dâm đảng của mày ra. Mày sẽ bị đãi như vậy, vì mày đã hành dâm cùng các dân, đã tự làm ô uế với thần tượng chúng nó. Mày đã đi theo đường của chị mày. Vậy nên, ta sẽ để chén của nó vào trong tay mày. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Mày sẽ uống chén của chị mày, là chén sâu và rộng, chứa được rất nhiều. Mày sẽ bị chê cười nhạo báng. Mày sẽ phải đầy sự say sưa và buồn rầu, vì chén của chị Samari mày là chén gỡ lạ và hoang vu. Mày sẽ uống chén ấy, sẽ uống cạn, sẽ lấy răng gặm các mảnh nó, và mày tự xé vú mày. Vì ta đã phán, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Vì mày đã quên ta, bỏ ta ra sau lưng mày, vậy mày cũng hãy chịu hình phạt về sự tà dục hành dâm của mày. Và Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, ngươi há không xét đoán Ô-hô-la và Ô-hô-li-ba hay sao? Hãy tỏ cho chúng nó biết những sự gớm ghiếc của mình. Chúng nó đã phạm tội tà dâm và có máu nơi tay. Chúng nó đã phạm tội tà dâm với những thần tượng mình, rất đổi những con cái chúng nó đã sinh cho ta. Chúng nó cũng khiến qua trên lửa đặng cho thiêu nuốt hết. Chúng nó lại còn làm sự này nghịch cùng ta. Cùng trong một ngày, chúng nó đã làm ô uế nơi thánh ta và phạm các ngày sa bát ta. Sau khi đã giết con cái mình dâng cho thần tượng, trong ngày ấy, chúng nó vào trong nơi thánh ta đặng làm ô uế. Ấy, đó là điều chúng nó đã làm giữa nhà ta. Vả lại, các ngươi đã sai sứ giả gọi những người từ phương xa đến cùng mình. Này, chúng nó đã đến. Mày đã tắm rửa vì chúng nó, vẽ con mắt và dồi đồ trang sức. Mày ngồi trên giường sang trọng, trước giường dựng một cái bàn. Nơi bàn đó, mày đã đặt hương ta và dầu ta. Nơi đó có tiếng ồn ào của đám đông ở rỗi, và có người hèn hạ cùng người say sưa từ nơi đồng vắng được đem đến. Chúng nó đeo vòng nơi tay hai chị em và đội mũ rực rỡ trên đầu. Ta bèn phán về kẻ đã già trong sự tà dâm rằng: Bây giờ chúng sẽ gian dâm với nó và nó với chúng. Chúng đến cùng nó như đến cùng điếm đỉ, thì chúng đến cùng Ô-hô-la và Ô-hô-li-ba là những đàn bà tà dâm cũng vậy. Vả, ấy là những người công bình sẽ đoán xét chúng nó như người ta đoán xét đàn bà ngoại tình và đàn bà làm đổ máu.
vì chúng nó là ngoại tình và có máu trong tay chúng nó. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Ta sẽ đem một đám đông lên nghịch cùng chúng nó và sẽ phó chúng nó bị ném đi ném lại và bị cướp bóc. Đám đông ấy sẽ lấy đá đánh đập chúng nó và lấy gươm đâm chúng nó, giết con trai con gái chúng nó và lấy lửa đốt nhà chúng nó. Như vậy, ta sẽ làm cho hết sự tà dâm trong đất, hầu cho mọi đàn bà được học biết không làm theo sự dâm dục của các ngươi. Người ta sẽ đổ lại sự dâm dục các ngươi trên chính mình các ngươi. Các ngươi sẽ mang tội lỗi về thần tượng mình, và các ngươi sẽ biết rằng ta là Chúa Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.